Sáng ngủ dậy ăn bún cùng thứ này độc hơn thuốc chuột, phá hủy gan thận, hại tiêu hóa, có ngày mất mạng oan. Xin kính chào bà con cô bác đang theo dõi trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Cô bác thân mến, để bắt đầu một buổi sáng làm việc có năng suất và hiệu quả, không ít người đã lựa chọn bún phở để bổ sung năng lượng. Không thể phủ nhận rằng các loại bún phở là thực phẩm rất ngon lành, giàu giá trị dinh dưỡng cho bữa sáng. Nhưng cô bác phải lưu ý tuyệt đối tránh ăn bún vào buổi sáng vì có thể sẽ ôm trọn độc tố vào người. Vậy cụ thể thì ăn bún với những thứ gì mà lại rước cả ung thư vào người như vậy? Và liệu rằng cô bác chúng ta có đang vô tình ăn sáng như thế không? Thì xin mời cô bác hãy cùng tìm hiểu qua video ngay dưới đây nhé! Ăn sáng như một hoàng đế, ăn trưa như thần dân và ăn tối như một kẻ hành khất. Câu nói này đã đủ nói lên tầm quan trọng của bữa sáng. Chỉ khi chúng ta duy trì thói quen ăn sáng đầy đủ, đúng cách thì mới có thể đủ năng lượng để làm việc và đảm bảo sức khỏe dài lâu. Trong khi đó, đặc sản trong các bữa sáng của các gia đình Việt thường là bún, phở với đa dạng các thể loại từ bún ngan, phở bò, phở gà, bún ốc, bún chả. Loại nào cũng thơm ngon lẫy lừng và đậm đà hương vị. Tuy nhiên, có một điều đáng buồn cho người tiêu dùng hiện nay, đó là có rất nhiều cơ sở sản xuất bún đã sử dụng các chất làm trắng, ví dụ như là hàn the, cùng một số các chất độc hại như formol, tinopan. Đó là những chất được cấm sử dụng để sản xuất thực phẩm. Do đó, nếu không phân biệt hoặc là không cẩn thận trong khâu lựa chọn các loại bún thì hậu quả đem lại cho sức khỏe sẽ là rất nguy hiểm, thậm chí là mất mạng. Bên cạnh đó, khi lựa chọn ăn bún vào bữa sáng, cô bác cũng đừng phạm phải những sai lầm dưới đây khi ăn vì có thể cô bác sẽ ôm họa rước độc tố vào người đấy ạ. 1. Ăn bún vào buổi sáng tổn hại sức khỏe, rước cả đống bệnh vào người. Vào những ngày thời tiết se lạnh, còn gì thú vị hơn là được ngồi xì xụp một bát bún ốc nóng hổi, vị nước dùng chua thanh, thịt ốc béo béo giòn giòn. Tuy nhiên, đây lại là món ăn đứng đầu trong danh sách các loại bún chúng ta nên hạn chế ăn vào bữa sáng. Vì theo đông y, cả bún lẫn ốc đều có tính hàn, nếu ăn vào buổi sáng có thể vẫn còn đọng lại khí, nên ăn vào dễ khiến chúng ta bị đầy bụng khó tiêu. Tuy nhiên, điều đáng bàn là quy trình xử lý ốc vô cùng phức tạp, do đó không phải quán ăn nào cũng đủ tâm và có thể sơ chế ốc một cách cẩn thận. Thực tế, cơ quan chức năng đã từng bắt tại trận không ít các kho ốc ngâm hóa chất, ốc cấp đông cả năm, cả tháng trời, chuẩn bị để vận chuyển, bán cho các quán ốc vỉa hè. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh cho rằng, nếu không may ăn phải loại ốc này, thì người tiêu dùng chúng ta sẽ có phải đối diện với tình trạng rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, thậm chí về lâu dài, còn gây nên các bệnh mãn tính nguy hiểm. Trong đó, thì nguy cơ ung thư là điều không thể nào tránh khỏi. Điển hình như trường hợp của anh Đặng Văn Định, 42 tuổi ở Hà Nội, do thường xuyên ăn bún ốc vào buổi sáng mà đã bị nhiễm sán nặng, con sán dài đến 1,8 mét khiến cho cả bác sĩ và bản thân anh đều rất bất ngờ. Do đó, cô bác nếu muốn ăn bún ốc thì không nên ăn vào buổi sáng vì dễ gây lạnh bụng cô bác nhé. Tốt nhất các gia đình chúng ta có thể tự mua ốc về làm cho thật sạch sẽ và ghi nhớ là đảm bảo thời gian ngâm ốc, sơ chế để loại bỏ hết bùn đất, ký sinh trùng. Và khi ăn ốc, chúng ta vừa thưởng thức được hương vị thơm ngon, lại vừa sạch sẽ và đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Thứ hai, bún mắm cá ngon đến mấy cũng cần tuyệt đối không ăn vào buổi sáng kẻo hối không kịp. Đối với người miền Bắc thì món bún mắm cá còn khá là xa lạ, ít khi mà ăn. Chứ còn người miền Nam và miền Trung thì tôi thấy là món ăn này rất được ưa chuộng, đặc biệt là vào buổi sáng. Nhưng ngược lại với mùi vị thơm ngon của nó thì món mướp mắm cá lại là kẻ thù của bệnh huyết áp và tim mạch. Theo các bác sĩ chuyên khoa 2 của tim mạch Huỳnh Ngọc Long cho biết, buổi sáng là thời điểm huyết áp của chúng ta lên cao nhất. Vậy nên nếu lúc này các bác ăn bún mắm cá thì đồng nghĩa với việc chúng ta đang nạp rất nhiều muối vào cơ thể. Điều này có thể làm máu đặc lại, tạo áp lực cho mạch máu, từ đó làm tăng huyết áp. Và đối với người bình thường thì có thể sẽ không gây nguy hiểm. Nhưng đối với cô bác nào đang bị bệnh huyết áp hoặc tim mạch, nếu không cấp cứu kịp thời thì nguy cơ xảy ra đột quỵ là rất nguy hiểm. Hơn nữa, ăn các loại bún mắm còn có nguy cơ bị dư thừa muối trong cơ thể. Lâu dần có thể hình thành tình trạng sỏi thận do sự dư thừa muối quá mức. Mặt khác thì việc ăn các loại thực phẩm nặng mùi vào buổi sáng như tỏi, hành hay các loại mắm cũng có thể để lại mùi hôi trong miệng khi cô bác giao tiếp hoặc mùi hôi cơ thể khiến cô bác sẽ cảm thấy rất mất tự tin đấy ạ. Thứ ba, bữa sáng chớ dại ăn bún thịt ngan kẻo mạch máu nát tươm có ngày đột quỵ. Nhắc đến món bún thịt ngan thì tôi lại nhớ ngay đến món bún ngan của bà nội tôi. Cô bác biết không, ngày còn bé thì bà nội tôi thường rất hay nấu bún vào buổi sáng cho các cháu ăn. Có hôm thì bà nấu phở, hôm thì bà lại nấu bún thịt, bún sườn. Trong đó có món bún thịt ngan, bà rất hay nấu. Nhưng sau một thời gian thì tôi thấy bà nội ít cho chúng tôi ăn món bún này. Hỏi ra thì mới biết, bà nội được các bác sĩ khuyên là nên hạn chế ăn bún quá nhiều vào buổi sáng, đặc biệt là các món bún thịt, bún ốc.
Trong đó, dù thịt ngan rất giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều protein, nhưng loại thịt này lại rất nhiều mỡ, đặc biệt là phần da. Nếu mà ăn vào buổi sáng sẽ khiến hệ tiêu hóa của chúng ta chưa hoạt động hoàn toàn và hoạt động còn yếu. Do đó, khi cô bác ăn vào, sẽ cảm thấy bụng bị ì ạch, ấm ách, khó chịu. Tiếp theo là do lượng mỡ trong thịt ngan mà kết hợp với nước dùng sẽ làm tăng cholesterol trong máu, lâu dần gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm như gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, xơ vỡ động mạch, huyết áp cao, tăng nguy cơ mắc bệnh đột quỵ. Ngoài ra, theo đông y, người có cơ địa kém, bị phong tê thấp, hàn khí xâm nhập thì cũng không nên ăn uống thịt ngan, đặc biệt là vào buổi sáng, vì sẽ khiến cơ thể đau nhức, dễ sinh bệnh. Trong trường hợp cô bác muốn ăn món bún này, hãy sử dụng chúng vào buổi trưa hoặc buổi tối. Chú ý cần hạn chế tối đa phần da vì nó rất giàu chất béo xấu và không hề tốt cho sức khỏe của bác một chút nào đâu nhé. Thứ tư, không ăn bún cùng giá đỗ sống. Giá đỗ vẫn được coi như một món rau sống ăn kèm cùng các loại canh, bánh đa, bún, miến, phở, đồng thời cũng rất bổ dưỡng. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại vì vấn đề kinh tế mà rất nhiều gia đình trồng giá đỗ với nhiều loại thuốc kích thích gây hại cho sức khỏe tiêu dùng. Trong đó, giá đỗ chứa nhiều chất có lợi cho sức khỏe, nhưng nếu quá trình làm giá không được đảm bảo và sử dụng các hóa chất để làm tăng nảy mầm, sử dụng chất kích thích, tăng năng suất, sẽ khiến người tiêu dùng của chúng ta hấp thụ những chất có hại vào cơ thể. Bên cạnh đó, việc rửa giá đỗ không sạch cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc sử dụng bị ngộ độc, đặc biệt là khi chúng ta ăn sống. Nếu chẳng may cô bác ăn phải giá đỗ bẩn, ngâm thuốc kích thích thì chính là cô bác đang nuốt chọn độc tố vào người, nuôi sống ung thư. Tốt nhất nếu cô bác muốn sử dụng giá đỗ hay là các loại rau ăn kèm vào buổi sáng, hãy trần qua nước sôi để giảm bớt nguy cơ ngộ độc của bác nhé. Đặc biệt, cô bác lưu ý không được ăn quá nhiều giá đỗ sống bởi sẽ làm xuất hiện các triệu chứng khó chịu như buồn nôn, chóng mặt, đau đầu. Ngoài giá đỗ, cô bác cũng không nên ăn rau muống sống cùng với bún, độc hơn thuốc chuột, não bộ sẽ bị phá hủy lúc nào không hay. Tôi thấy là trong bữa sáng dù là bún hay là phở, các bác sẽ thường cho rất nhiều rau sống ăn kèm. Đặc biệt là trong các món bún hải sản, bún riêu cua thì các loại rau sống trong đó bao gồm rau chuối và rau muống chẻ là những món rau ăn kèm không thể nào thiếu được. Cá nhân tôi cũng từng rất thích ăn loại rau này, đặc biệt là hôm nào mà tôi ăn bún hải sản hoặc là bún riêu cua mà có một ít rau muống chẻ, tươi ngon thì khỏi phải bàn. Nhưng cách đây không lâu thì tôi có đọc báo và biết được trường hợp cả hai làng tại Tân Cương của Trung Quốc đã bị nhiễm kim loại nặng vì ăn rau muống, đã khiến không chỉ tôi mà có lẽ là rất nhiều bà con cô bác khác cũng phải giật mình. Bởi vì hiện nay môi trường của chúng ta sống đang bị ô nhiễm rất nặng, đến cả các vùng quê ít nhà máy xí nghiệp, vùng đất, vùng nước còn bị ô nhiễm. Vậy nên nếu rau muống được trồng trên vùng đất bị ô nhiễm đó thì nó sẽ ngấm những chất độc hại, kim loại nặng. Và cô bác ăn vào, cơ thể chúng ta sẽ phải chịu hậu quả là các kim loại nặng này xâm nhập vào cơ thể, gây tổn thương rất nhiều cơ quan quan trọng. Thêm vào đó, rau muống thường được trồng dưới nước, nên nếu rửa không sạch sẽ, rất dễ lẫn giun sán vi khuẩn. Nếu ăn cùng với bún vào buổi sáng, đó chính là cơ hội để vi khuẩn và giun sán xâm nhập, tàn phá cơ thể chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta ăn sống. Hơn nữa, cô bác cũng nên hạn chế ăn măng muối chua hoặc là măng ngâm giấm ớt cùng với bún cô bác nhé. Cô bác có biết trong 1kg măng củ thường có chứa đến khoảng 230mg cyanide, là một gốc axit có tính rất độc. Liều lượng này có thể làm hai em bé trên 1 tuổi tử vong ngay lập tức. Nếu măng chua của cô bác không ngâm đủ thời gian, lượng chất cyanide này có trong măng vẫn còn cao. Tiêu thụ măng chua lúc này, cơ thể sẽ hấp thụ cyanide, tăng nguy cơ ngộ độc cho người sử dụng. Vậy cho nên khi cô bác ngâm măng trong giấm, cô bác cần ngâm đủ thời gian cho tới khi măng ngả sang màu vàng, có mùi chua đặc trưng thì mới sử dụng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của chính mình và gia đình cô bác nhé. Bên cạnh đó, nếu trong quá trình sơ chế và ngâm măng, cô bác không làm sạch thì cũng có thể khiến cho các vi khuẩn độc tố trong măng gây ngộ độc cho cô bác. Trong các loại măng có chứa glucosid, đây là một chất đặc biệt nếu xâm nhập vào dạ dày có thể phá hủy thủy phân, tạo thành acid stearic, gây ra tình trạng ăn mòn tế bào dạ dày. Chính vì thế, những người bị viêm loét dạ dày khi ăn măng có thể khiến vết loét bên trong lan rộng hơn, khiến những cơn đau dạ dày của cô bác trở nên trầm trọng. Ngoài ra, nếu không chế biến kỹ, acid stearic cũng chính là nguyên nhân khiến một số trường hợp ngộ độc thực phẩm do ăn măng. Vì thế, cô bác nên hạn chế ăn măng ngâm, măng tỏi ớt, đặc biệt vào buổi sáng cô bác nhé. Cô bác thân mến, nhìn chung thì bữa sáng không được khuyến khích với các món bún. Các chuyên gia chỉ ra những điều không mấy tốt đẹp nếu không muốn nói là có hại của bún đối với sức khỏe của chúng ta như sau. Đầu tiên phải kể đến khả năng ảnh hưởng đến niêm mạc dạ dày. Gạo ngâm qua đêm để xay thành bột làm bún, sau đó bản thân bún đã chứa một số hóa chất không tốt cho dạ dày rồi. Đường ruột của chúng ta cũng tương tự như vậy. Nếu ăn quá nhiều, có thể sẽ khiến bà con bị đau dạ dày trầm trọng. Ngoài ra, các hóa chất độc hại còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con cô bác.
Bởi vì hiện nay rất nhiều cơ sở làm bún vì muốn cho bún của mình nhìn ngon hơn, lâu bị hư hỏng mà đã pha rất nhiều các loại hóa chất bảo quản, chất tẩy trắng phức tạp. Khi ăn vào sẽ gây nguy cơ tử vong rất cao cho người sử dụng. Thậm chí cơ thể của bác còn có thể bị suy gan, suy thận. Nhiều người không biết rằng bún được cho vào các chất phụ gia thực phẩm có tên là tinopan có khả năng ảnh hưởng dần dần đến gan, thận, lâu ngày còn có thể gây ung thư. Ngoài ra, việc cô bác ăn bún còn dễ gây ngộ độc. Ăn bún nếu không may gặp phải các loại bún bị ôi thiêu hoặc nhiễm bụi bẩn, đôi khi sẽ bị ngộ độc thực phẩm, cô bác sẽ bị đau bụng quằn quại, dữ dội, buồn nôn và nôn khủng khiếp, rất là nguy hiểm cho sức khỏe của cô bác. Người bình thường chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều bún phở, đặc biệt với bốn đối tượng sau càng cần hạn chế. Đầu tiên là đối với trẻ nhỏ nên hạn chế ăn các loại bún phở nói chung. Bún, mì hay phở là các loại món ăn nhanh, dễ chế biến, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên bún rất độc hại với nhóm đối tượng này. Tốt nhất thì cô bác không nên cho trẻ con ăn bún bởi vì dù công nghệ làm bún có chuẩn đến đâu, đây vẫn không phải là thực phẩm được khuyến khích sử dụng cho đối tượng nhỏ tuổi này. Đặc biệt là những sợi bún càng bóng, càng bẩy thì càng bị tẩm hóa chất nhiều. Thứ hai, người bị bệnh dạ dày, đại tràng cũng nên hạn chế ăn bún. Bún được làm từ bột gạo và ngâm với nước trước khi làm khoảng 1 ngày để bột có thể nở ra. Trong thời gian này sẽ có quá trình lên men của tinh bột. Vì thế khi ăn người bệnh rất dễ bị đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu, hại dạ dày, hại tiêu hóa. Do vậy những người bị viêm loét dạ dày tá tràng, hội chứng dạ dày tá tràng chúng ta không nên ăn bún các bác nhé. Và đối tượng thứ ba đó là phụ nữ sau sinh nên hạn chế ăn bún. Như chúng tôi đã chia sẻ thì bún và phở thường được làm từ gạo ngâm nở chua, có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của người mẹ do sức khỏe sau sinh còn rất yếu. Hơn nữa, một số ít cơ sở sản xuất bún, phở có thể đã sử dụng các chất làm trắng, hàn the. Và nếu đối tượng phụ nữ sau sinh chẳng may mà ăn phải loại bún kém chất lượng như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cả mẹ lẫn con. Đối tượng thứ tư đó là người bị ốm, người sốt cũng hạn chế ăn bún. Với những người đang bị ốm, bị sốt, sức khỏe thường bị suy giảm. Nếu như ăn bún, ăn phở, rất dễ xảy ra tình trạng lạnh bụng, khó tiêu và đi ngoài. Bởi vậy, thay vì ăn các loại bún phở, người bệnh nên lựa chọn các món ăn đa dạng như là cháo, thịt nạc, cháo đỗ xanh hoặc là súp để hạn chế tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, cô bác nhé. Cô bác thân mến, nếu cô bác thường xuyên theo dõi những chương trình trên kênh An Tâm Sống Khỏe, cô bác sẽ thấy chúng tôi luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của bữa sáng cũng như những sai lầm thường gặp khi chúng ta ăn sáng. Cùng với những thông tin chia sẻ trong chương trình hôm nay về những thực phẩm hạn chế ăn cùng bún vào bữa sáng, hy vọng cô bác có thêm thật nhiều kiến thức bổ ích để những bữa ăn dinh dưỡng và khoa học của mình. Cảm ơn bà con cô bác đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.